Con người có đuôi. Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là sự thật. Khi cơ thể chúng ta vẫn đang hình thành trong tử cung, vào khoảng ngày thứ 31 đến 35, bạn có thể nhìn ra được bộ phận ấy. Ngay lúc này bạn đang có một cái đuôi, nó ở bên trong bạn. Chính xác hơn thì đó là một phần của xương cụt. Nếu bây giờ bạn chụp X-quang và yêu cầu bác sĩ cho xem chiếc đuôi, thì bạn sẽ thấy một số đoạn xương nhỏ đầu dưới của xương sống. Chúng ta đã mất đuôi sau nhiều thập kỷ tiến hóa. Hãy tưởng tượng rằng nếu bây giờ chúng ta vẫn còn đuôi nhé. Vậy người ta sẽ phải thiết kế lại quần rồi. Có thể quần sẽ có một cái lỗ đặc biệt hay thậm chí là một cái túi dành cho đuôi. Tuy nhiên, việc ngồi sẽ hơi khó chịu một chút. Tổ tiên chúng ta còn có lông nữa. Tuy nhiên, chúng ta đã mất lông vào thời điểm khoảng 1,2 triệu năm trước. Có thể bạn đang nghĩ con người vẫn còn lông, nhưng là một lớp lông mỏng trên cơ thể. Tuy nhiên, đó không là gì so với lượng lông chúng ta từng sở hữu đâu. Chúng ta đã từng có bộ lông rậm rạp như tinh tinh và khỉ ngày nay để giữ ấm. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì bị mất lông nếu sống ở một nơi lạnh giá như Alaska. Tuy nhiên, hãy nhìn việc này theo hướng khác nào. Mất đi bộ lông thú cho phép chúng ta tận hưởng thời tiết ấm áp nhiều hơn một chút. Sống theo đàn đồng nghĩa với việc chia sẻ mọi thứ, và điều này không hoàn toàn là tích cực. Có thể những người ít lông hơn sẽ ít bị bệnh hơn vì họ không có nhiều ký sinh trùng trên người như chấy hoặc ve. Đây có thể là lý do tại sao chúng ta lại mất lông khi tiến hóa và có vẻ ngoài như bạn đang thấy ngày nay. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cơ thể ấm áp hơn sẽ rất hữu dụng đấy. Vì như vậy thì tôi không cần phải đắp chăn lên chân nữa rồi. Ôi lại nữa sao? Đợi tôi uống một cốc nước để khiến cơn nấc cụt này biến mất đã nhé. Ai, tốt hơn nhiều rồi. Trên thực tế, không dễ để ngừng nấc cụt. Nhưng tại sao việc đó lại khó? Chà, đó có thể là do một đặc điểm kỳ lạ đến từ một giai đoạn tiến hóa đã qua. Có một giả thuyết cho rằng thực ra nấc cụt không còn hữu ích nữa. Và chúng ta chỉ làm vậy vì chúng ta tiến hóa từ động vật lưỡng cư. Loài động vật này có cả phổi lẫn mang. Khi xuống nước, đường vào phổi, hay còn gọi là thanh môn của chúng sẽ đóng lại. Tua nhanh đến ngày nay, chúng ta vẫn sở hữu cơ chế đóng thanh môn này, nhưng nó vô dụng vì chúng ta không sống trong nước. Đúng là không công bằng. Nếu chúng ta phải chịu bực mình vì bị nấc cụt, thì ít nhất điều này phải có ích chứ. Hãy hình dung nhé, bạn bắt đầu nấc cụt và nó giống như một siêu năng lực. Bạn ngừng thở bằng phổi và bắt đầu dùng mang. Chuyện này sẽ tuyệt lắm cho xem, nhất là đối với những người thích bơi lội. Hầu hết những chiếc răng của chúng ta đều nằm gọn trong miệng, nhưng cả 4 chiếc trong số đó mọc muộn và làm hỏng mọi thứ. Tôi đang nói về răng khôn đấy. Thực ra những chiếc răng này không có nhiệm vụ gì cả, nhưng con người và một số loài linh trưởng khác vẫn sở hữu chúng. Tuy nhiên, những loài may mắn như khỉ vuốt không phải lo lắng về những chiếc răng này. Khoảng 35% dân số thậm chí không có răng khôn. Chúng ta có thể đang dần loại bỏ cả 4 cái răng ấy, một lần và mãi mãi. Vậy là không còn phải đến nha sĩ để nhổ răng nữa, và cũng không còn những cơn đau đầu vì răng khôn rồi. Ireland có rất nhiều người tóc đỏ, cực kỳ nhiều loài đằng khác, chiếm tới 30% dân số. Đây là kết quả của sự trôi dạt gen. Sự trôi dạt gen là quá trình khi một đặc điểm được truyền lại từ tổ tiên nhưng không thực sự có bất kỳ mục đích nào. Đó chính xác là lý do tại sao một số người có tóc đỏ. Vì vậy, chẳng có nguyên nhân nào khiến bạn sở hữu một mái tóc đỏ đâu, mà đó chỉ là do tổ tiên thời xa xưa của bạn đã truyền lại cho một thành viên trong gia đình bạn, và cuối cùng là đến bạn. Khi còn trong bụng mẹ, tại tuần thứ 16, chúng ta cảm nhận được một thôi thúc mạnh mẽ rằng phải nắm lấy dây rốn, và chúng ta đã làm thế. Loài khỉ cũng vậy, và điều này có lý do của nó. Đó là vì khi sống ngoài tự nhiên, khỉ cần phải bám chặt vào bộ lông của bố mẹ. Con người đã từng làm như vậy, nhưng vì chúng ta đã mất hết lông, nên sự phát triển của khả năng nắm không chủ ý có tên phản xạ nắm Palmer không còn cần thiết nữa. Mở miệng lớn ra và nói "A nào". Tốt, lúc này tôi có thể nhìn thấy amidan của bạn. Nhưng nó để làm gì vậy? Nếu chúng ta nhìn kỹ, nó thực sự gây ra nhiều rắc rối hơn là mang lại lợi ích. Amidan xuất hiện như một cách để bảo vệ chúng ta khỏi vi trùng và những thứ khó chịu khác khi chúng ta ăn. Tuy nhiên, tất cả những gì nó làm là khiến chúng ta bị đau họng nghiêm trọng. Vì như vậy nên mọi người thường cất bỏ bộ phận này đi. Tưởng tượng về một cái túi nhỏ nào,
chúng ta có một cái trong cơ thể đấy. Không hẳn như thế này mà là một cơ quan giống như cái túi, đó là ruột thừa. Các nhà khoa học từng nghĩ rằng nó hoàn toàn vô dụng, nhưng gần đây họ đã phát hiện ra rằng điều đó không chính xác. Tuy nhiên, cũng giống như amidan, ruột thừa thường gây ra nhiều vấn đề hơn là mang lại lợi ích. Mọi người thường cắt bỏ nó để không phải gặp rắc rối, vì vậy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Có thể ruột thừa đã hỗ trợ tổ tiên chúng ta trong quá khứ, nhưng nó cũng có thể gây ra những cơn đau bụng dữ dội. Tiếp tục nào, bạn biết vì sao mà một số người có thể cử động được tay không? Như vậy nè, tôi thì không làm được, nhưng biết đâu bạn có thể, làm thử xem. Một số người có thể làm thế vì giống như các loài động vật khác, chúng ta có một cơ gọi là cơ nhĩ. Nhưng ở con người, múi cơ này hoàn toàn vô dụng. Mặt khác, mèo có thể kiểm soát đôi tai của chúng khá tốt. Giá như chúng ta có thể học tập loài này nhỉ? Mèo nhìn về phía trước và lắng nghe tiếng động ở phía sau, không cần quay đầu mà chỉ chuyển động đôi tai. Theo tôi thì đó là một kỹ năng khá tuyệt. Duỗi cánh tay của bạn hết mức có thể nào, cả bàn tay nữa. Bây giờ chạm ngón cái vào ngón út. Lúc này bạn sẽ thấy một đường thẳng xuất hiện trên cổ tay. Thứ bạn đang nhìn được gọi là cơ gan tay và khoảng 90% dân số thế giới sở hữu nó. Theo thống kê này thì khả năng cao bạn cũng có cơ gan tay. Ngày trước, tổ tiên chúng ta cần mọi sự giúp đỡ để có thể trèo cây và cầm nắm đồ vật. Nhưng khi chúng ta bắt đầu đi thì các cơ này trở nên vô dụng hoàn toàn. Mặt khác, loài khỉ vẫn leo cây một cách dễ dàng. Chúng có một cơ ở chân gọi là cơ gan bàn chân hay cơ khỉ. Chúng ta cũng có cơ này, chỉ khác là chúng ta không thực sự cần nó để thực hiện những trò của loài khỉ. Giống như cơ gan tay, khoảng 10% dân số không có cơ gan bàn chân. Nếu khỉ treo mình trên cành cây, thì khả năng cao đó là chúng đang dùng cơ gan bàn chân. Nếu bạn có nhu cầu muốn ăn khuya vào lúc 3 giờ sáng thì đó là vì bạn đói. Có lẽ bạn đã biết điều đó, nhưng chắc bạn không biết rằng cơn đói hình thành như một yếu tố thúc đẩy chúng ta tìm kiếm nhiều thức ăn hơn. Vì vậy, nếu bạn thừa vài cân và đang cố gắng giảm, bạn biết phải làm gì rồi đấy. Hãy đổ lỗi cho sự tiến hóa. Những vị tổ tiên háu đói nhất của chúng ta đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm thức ăn và sống sót nhằm truyền lại đặc điểm này cho chúng ta. Việc chúng ta thích những món ăn vặt có đường như bánh quy sô-cô-la thơm ngon và sữa là do quá trình tiến hóa. Giống như cơn đói, nụ vị giác hình thành để giúp chúng ta tìm thấy thức ăn có lợi cho mình. Bạn ra ngoài đi dạo và gặp phải một cơn gió lạnh. Bạn chỉ mặc một chiếc áo thun, vì vậy bạn quyết định quay về nhà. Bạn bước vào nhà với hàm răng ba lập cập và nhận ra rằng mình cũng đang nổi da gà. Chúng ta thừa hưởng đặc điểm này từ những tổ tiên có lông. Khi trời lạnh, họ nổi da gà và lông dựng đứng lên. Đặc điểm này sẽ giữ lại không khí và giúp cơ thể giữ nhiệt, giống như một chiếc áo khoác lông đẹp đẽ. Chúng ta không còn lông nữa nên đặc điểm này không mang lại nhiều lợi ích. Sự tiến hóa cũng giải thích tại sao bạn nổi da gà khi sợ hãi. Hãy hình dung rằng bạn là người thượng cổ sống trong tự nhiên và đột nhiên, một con hổ lao vào bạn. Nó bắt đầu gầm gừ với bạn. Đừng lo, tóc của bạn sẽ dựng đứng và bạn giờ trông thật to lớn. Bộ lông nhọn rậm rạp khiến con hổ sợ hãi và bỏ chạy. Chúng ta thực sự không cần tới 5 ngón chân. Bạn đang giặt quần áo và hai tay đều bận bịu. Ôi, bạn làm rơi cái khăn rồi. Bạn sẽ làm gì đây? Tất nhiên là nhặt nó lên bằng chân. Bạn có thể làm thế là nhờ ngón chân thứ 5, nhưng chúng ta vẫn làm được điều đó nếu không có ngón chân này. Vì con người đi thẳng và không cần nhảy từ cành này sang cành khác, nên ngón chân này hầu như vô dụng. Chúng ta có thể đi và chạy chỉ với 4 ngón chân, thậm chí là ít hơn. Nên ai mà biết được, có thể sau này con người sẽ chỉ có 4 ngón chân trên mỗi bàn chân đấy.